Chào mừng bạn đến với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Blackpink được netizen yêu ái tên gọi cô nàng YouTuber vì thành tích MV trên YouTube luôn khiến các nhóm nhạc nữ khác phải e sợ. Các MV của Blackpink sau khi ra mắt thu về lượt xem khủng, nhanh chóng từ 100 triệu đến nửa tỷ view. Trong lần comeback vừa qua, Blackpink có sự lép vế so với BTS, tuy nhiên nhóm nữ nhà YG đã thiết lập nên kỷ lục mới để chứng minh lại vị thế của mình. MV How You Like That được Blackpink ra mắt vào ngày 26 tháng 6 là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm trong năm 2020. Vào tối ngày 7 tháng 9, How You Like That chính thức chạm vào con số nửa tỷ view trên YouTube. Hiện tại đây là MV đạt 500 triệu lượt xem nhanh nhất của K-pop. How You Like That là ca khúc gây bùng nổ của Blackpink trong sự nghiệp âm nhạc, ca khúc có giai điệu mạnh mẽ được đầu tư bối cảnh. Đặc biệt trong MV này, Blackpink mang hình ảnh Hanbok quảng bá và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Hàn vốn khó tính. Khi ra mắt thì How You Like That cũng đã phá vỡ những kỷ lục trong K-pop trước đó. Cùng lúc với thành tích nửa tỷ view của How You Like That, MV Ice Cream của Blackpink cũng tiến tới con số 200 triệu lượt xem. Mất khoảng 10 ngày, MV Ice Cream mới làm được điều này. Tuy có phần thất thế trước Dynamite của BTS nhưng fan vẫn vui mừng vì MV được đón nhận. Ice Cream là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác giữa Blackpink và Selena Gomez. Ca khúc được viết phần lớn bằng tiếng Anh, có giai điệu vui tươi, đậm chất mùa hè. Ice Cream là màu sắc hoàn toàn mới của nhóm nữ nhà YG, thay vì thể hiện phong cách girl crush, Blackpink lại trở thành các cô nàng ngọt ngào. Với hai thành tích vừa đạt được thì toàn bộ MV của Blackpink đều có hơn 200 triệu lượt xem, trong đó có 7 MV vượt ngưỡng 500 triệu lượt xem. Tiếp tục chuyển sang một thông tin khác. K-pop ngày càng phát triển mạnh mẽ, thậm chí vươn tầm thế giới với những ca khúc tiếng Anh hay hợp tác với những nghệ sĩ nước ngoài. Thế nhưng vấn đề này lại gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại rằng các nhóm nhạc Hàn Quốc bây giờ đang mất dần đi chất K-pop. Họ đã đưa ra những lý lẽ để chứng minh điều này, như các nghệ sĩ không xem vũ đạo là mấu chốt, mà điều họ hướng đến là làm thế nào để bắt kịp xu hướng nghe nhạc của người Mỹ. BTS, Blackpink, SuperM hiện đang là những nhóm nhạc đình đám của K-pop và có điểm chung là phát hành ca khúc tiếng Anh hay hợp tác với các nghệ sĩ nước ngoài. Cách đây không lâu thì ca khúc tiếng Anh của BTS là Dynamite đã chính thức là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc và thứ hai của châu Á đạt top 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Chính vì vậy mà truyền thông quốc tế đã dành nhiều lời khen cho các chàng trai, thế nhưng báo Hàn lại đưa ra các vấn đề trái chiều. Họ cho rằng các nhóm nhạc K-pop bây giờ đang cố gắng chiều theo xu thế, sở thích của người Mỹ khi phát hành nhạc. Thực tế, từ trước đến nay chẳng riêng gì BTS mà có khá nhiều nhóm nhạc K-pop khác ra mắt ca khúc tiếng Anh. Điều họ mong muốn đó chính là hoàn thành giấc mộng Mỹ tiến và đạt nhiều thành tích trên thế giới. Tuy nhiên thì vấn đề chỉ nóng lên kể từ sau khi Dynamite đạt top 1 tại Billboard Hot 100. Một trang báo viết bài có tiêu đề "Đạt top 1 tại bảng xếp hạng Billboard bằng ca khúc tiếng Anh, mâu thuẫn nảy sinh trong làng nhạc K-pop, có phải fan nước nhà đang bị bỏ rơi hay không?" Cụ thể, đầu báo còn đề cập đến BTS thành công với Dynamite, nhóm nữ Blackpink cũng tạo nên nhiều kỷ lục. SuperM và Monsta X cũng nhờ các ca khúc tiếng Anh mà đạt nhiều thành tích. Nếu K-pop đang mất dần đi bản chất của mình thì thật đáng tiếc. Luận điểm đầu tiên được bài báo đề cập đến đó chính là nhóm nhạc Hàn ngày càng cho ra mắt nhiều ca khúc tiếng Anh, trong đó phải kể đến như BTS, Blackpink, SuperM, NCT 127, Monsta X hay Stray Kids. Ngoài ra thì nếu các ca khúc này không phải hoàn toàn bằng tiếng Anh thì cũng chiếm đến 90% chỉ có vài câu tiếng Hàn. Đơn cử như Ice Cream của Blackpink, trong toàn bộ bài hát chỉ có 2 câu tiếng Hàn mà thôi, còn lại đều là tiếng Anh. Tiếp theo đó là thời gian phát hành các ca khúc. Thay vì như thường lệ theo xu hướng người Hàn, các ca khúc sẽ phát hành vào 16 giờ thì bây giờ khoảng thời gian được ưa chuộng là 13 giờ ở Hàn, tức là 0 giờ ở Mỹ để chinh phục thị trường ngoại quốc này. Điều này có thể cho thấy được rằng các nhóm nhạc coi trọng bảng xếp hạng âm nhạc hay thị hiếu người nghe ở Mỹ hơn là ở trong nước. Cuối cùng, trang báo này cũng cho rằng xu hướng bây giờ đang là hợp tác với các nghệ sĩ nước ngoài để nuôi giấc mơ Mỹ tiến. Việc các ca sĩ nước ngoài hợp tác với K-pop là điều bình thường, thế nhưng nếu xu hướng này ngày càng dày đặc thì đáng để đặt dấu chấm hỏi. Nhóm nhạc điển hình trong việc hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài là Blackpink, với Lady Gaga hay là Selena Gomez. Nhận định này của tờ báo đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng, một số đồng ý nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng âm nhạc là phải vươn ra thế giới, chứ ở mãi ao làng thì làm sao mà phát triển, muốn chinh phục thị trường quốc tế thì phải chiều theo ý người ta chứ làm sao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc mãi được. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.